Thánh, thánh. Đều đừng phản kháng. Tình huống không ổn, hư không bị nhiễu sóng rồi. Ta không thể nào định vị đích đến được, các vị đều phải cẩn thận. Sớm biết như vậy, khi cướp được băng phách Hàn Nguyệt, băng phách Hàn Nguyệt cầu kia, ta nên trực tiếp rời đi rồi. Ê, đó à, đây nè. Thực lực của Côn Sa đó thật đúng là quá mức cường đại. Vậy mà đến truyền tống của Không Ninh Châu cũng có thể cắt đứt được. Dẫn đến ta định vị thất bại, tất cả mọi người thất tán ở trong vết lứt không gian. Thứ như Côn Sa có huyết mạch Côn Bằng và Hải Sa, mà Côn Bằng lại là tử đầu của Long tộc. Nếu ta rơi vào trong tay của Côn Bằng, chắc chắn là sẽ chết rất thảm. Cũng không biết là mấy người bọn họ hiện giờ thế nào. Cũng may ta có lưu cách liên lạc với tiểu bàn tử. Dương huynh không cần lo lắng, Khúc Yêu Tình, Cố Sư Muội và Linh huynh đều vẫn còn sống, chỉ là cũng giống như chúng ta, bị vết nứt không gian tùy cơ truyền tống đến một nơi nào đó ở trong Thái Hư cảnh. Chỉ có Lâm huynh là không liên lạc được, cũng không biết là hắn còn sống hay đã chết. Không lo được cho hắn nữa, dù gì khi đó hắn cũng không di chuyển đi cùng chúng ta. Còn về việc bố trí đại trận, ngươi tùy thời đều có thể đến tìm ta. Được rồi, vừa rồi tình hình cấp bách, ta còn chưa kịp nghiên cứu kỹ càng băng phách Hàn Nguyệt Châu đó nữa. Tiểu huyền giới, ơi sao lại lạnh như vậy? Chủ nhân, đã xảy ra đại sự rồi. Ở đây đột nhiên lại có thêm một mặt trăng. Đó không phải là mặt trăng mà là bảo bối ta mới có được. Băng phách Hàn Nguyệt Châu sao đến nơi này lại biến thành mặt trăng tròn như vậy? Lẽ nào nó có liên quan gì đến ánh trăng hay sao? Không cần biết nó là thứ gì, nếu người không nghĩ cách, đồ đạc và hai người chúng ta đều sẽ bị lạnh chết mất. Ta không muốn bị lạnh chết đâu. Không cần lo lắng, ta cầu thông tiểu huyền giới, mượn thế giới vĩ lực tăng cường cấm chế của dược viện là được. Nguyệt Hoa Hàn Lãnh này vẫn đang ăn mòn cấm chế mà ta đã bố trí xuống, phải thường xuyên gia cố, các ngươi cứ làm lửa lại. Cứ lửa làm lại nhắc ta một lần, ta đã nhớ rồi. Trên mặt biển, cái gì? Ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi là Côn Sa? Chính là bản tọa, mấy con côn trùng cũng dám nhòm ngó thánh vật của tộc ta, gan cũng không nhỏ. Đồ không ở chỗ ta, ngươi giết ta cũng vô dụng. Ta đợi các người nhiều năm như vậy, sao có thể nỡ giết chết ngươi cơ chứ? Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Kẻ trộm đi Nguyệt Tinh ở đâu? Dẫn ta đi tìm hắn. Được, ta dẫn ngươi đi. Ta phải nghĩ cách mau chóng báo cho đám người Dương Khai mới được. Nếu không, đợi Côn Sa này giết đến, chỉ sợ bọn họ chẳng có bao nhiêu sức đánh trả đâu. Trên đường đi, chỉ cần gặp phải một số nhân tộc cứ điểm thì thả sức thôn phệ. Xúc sinh này, nói ra cũng kỳ lạ, Côn Sa này mặc dù vô cùng tàn bạo nhưng lại không có chút sát ý nào đối với ta. Nghĩa nào là nói. Sa Côn, nhìn bên kia. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Thì ra nào vậy, trong điển tịch có ghi chép là thật sao? Các ngươi đang tìm kiếm người tiếp lạp. Ta chính là người tiếp lạp mà ngươi chọn chúng đúng chứ? Ngươi còn biết những gì nữa? Ta còn biết, ngươi sẽ không thể nào để ta chết. Sự lựa chọn cho lại tồn tại như các ngươi không nhiều lắm. Không bằng là nói cho ngươi, ta chính là Chân Võ Động Thiên đệ tử. Ở trong Thái Hư cảnh này, người có thực lực sánh ngang với ta có 5 người. Nếu biết rồi, vậy thì ngoan ngoãn phối hợp, sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi đâu. Tu hành một đời của Lâm Phong ta, toàn dựa vào chính mình, cần gì ngươi ban lợi ích cho cơ chứ? Trước mặt của ngươi ngay không nói lời ẩn ý. Côn Bằng nói cho ngươi, mục tiêu của ta không phải là ngươi, mà là tiểu tử lấy đi Nguyệt Tình, hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Hợp tác với ngươi cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi không được thôn phệ nhân tộc ta nữa, nếu không ta sẽ chết ngay. Cũng sẽ không dẫn ngươi đi tìm hắn nữa. Được, bản tọa cho phép. Dám uy hiếp ta, đã tìm được tiểu tử trộm đi Nguyệt Tinh kia rồi, lập tức sẽ ăn thịt ngươi. Nhưng mà ta mặc dù thành tâm muốn hợp tác với ngươi, nhưng mà ta và hắn cũng mới biết nhau có mấy ngày, không biết hắn đến nay đang ở đâu. Cả đường này hắn vẫn không có ta, cho ta cơ hội báo tin cho Dương Khai. Ta có lẽ có thể lôi kéo Côn Sa này một trận, lại tìm cơ hội hành sự. Tiền bối đó thực lực không tồi,
thanh danh chắc chắn là không nhỏ. Người xuống tìm người nghe ngóng một chút có lẽ nào biết. Các người có ai nghe, có ai từng nghe qua Dương Khải? Hắn đến nay đang ở đâu? Thánh Ninh này sao lại ngây thơ như vậy chứ? Thái hư cảnh lớn như vậy, tìm một Dương Khai nhỏ bé có khác gì mò kim đáy biển đâu. Ngươi có biết Dương Khai hay không? Biết biết, tiểu nhân biết sát tinh đó. Sát tinh? Hắn giết cả ngàn người của Lôi Quang và đã tiêu diệt cả tinh thị và kiếm cạo của kiếm các. Người chết trên tay của hắn lên đến hơn 10 vạn. Nhẫn không gian đoạt được tích thành núi, hắn chính là sát nhân ma quỷ, không hơn không kém. Thật hay giả vậy? Gia hỏa đó có thanh danh lớn vậy sao? Hảo tiểu tử, sát tính lặng như vậy thật hợp với khẩu vị của bản tọa. Lão gia hỏa, có biết Dương Khai đó đang ở đâu hay không? Hắn là cung phụng của Xích Tinh, đến nay đang ở trong Xích Tinh thị của Xích Tinh. Lão Đông Tây, mau chóng dẫn đường cho bản tọa,